Xin chào tất cả các bạn nhé. Tết sắp tới nơi rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến với khu vườn bưởi Luận Văn ở Thọ Xuân, hay còn gọi là bưởi đỏ Tiên Vua các bạn nhé. Bưởi này thì rất đẹp, một cây có đến cả trăm quả. Một cây có đến cả trăm quả. Đây bưởi đỏ, ruột đỏ thơm lắm. Bưởi này Tết trưng bày bàn thờ thì rất tuyệt vời. Đây vườn bưởi. Đây, cho các bạn thăm thính vườn bưởi nhé. Đây các bạn, vườn bưởi sum suê quả luôn. Đây, sum suê quả. Đây cho các bạn xem. Đây cho các bạn xem đây. Kinh không? Vườn bưởi sum suê quá luôn. Đây. Khiếp chưa? Đây. Wow. Chùm 3-4 quả luôn. Đây chị Hằng ơi, đây vườn bưởi thơm lắm. Đây, đây vườn bưởi nha chị Hằng. Đẹp vời luôn. Đây đúng không ạ? Bưởi to không? Bưởi này khoảng được mấy cân nhỉ? Khoảng quả này khoảng 2 cân. 2 cân. Quả này khoảng cân rưỡi. Cân rưỡi. Cân rưỡi. Đến khoảng tháng khoảng ngày bao nhiêu thì bắt đầu thu hoạch? Như bọn tôi chuyên nghiệp làm thì bọn tôi thu hoạch khoảng từ 15 là đạt nhu cầu cho khách đảm bảo nhất. Còn cắt sớm hơn thì thường không đạt cho khách bằng từ 15 đến Tết. Bưởi năm nay thì giá so với mọi năm thế nào hả chị? Bưởi năm nay giá so với mọi năm thì có mất mùa hơn so với mọi năm đây. Tức là bưởi mất mùa hay là mất giá? Mất mùa hơn chứ chưa mất giá được. Vì cái thị trường hàng đây vẫn đang còn tiêu thụ tốt. Giá căng, khả năng căng hơn. Căng hơn. Căng hơn. Ước chừng vì là các nhà vườn, nhiều vườn không có quả. Đây là vườn nhà mình là có bao nhiêu gốc? Nhà khoảng được 250 gốc. 250 gốc. Mỗi gốc thì trung bình là được bao nhiêu quả nhỉ? Nói chung là đẹp năm nay thì bác chỉ để có 5 đến 7 chục quả thôi chứ bác không để nhiều. Để nhiều nó ảnh hưởng nó cũng xấu. Chứ giá thì năm nay thế nào hả chị? Nhà vườn giá có người ta đang đặt 85 rồi. Hàng năm nay đang hàng xô cắt ngang. Ngang cả vườn là vào 85. Năm ngoái thì có 70. 75. Nhưng mà năm nay 85, tầm 85 90 đấy. Là vẫn còn không có hàng mà bán đấy đúng không? Dạ. Năm nay nói chung không bằng năm ngoái. Vâng. Năm nào cũng lấy hàng. Nhưng mà cái thời điểm thu hoạch rộ nhất là khoảng từ khi nào? Rộ nhất là từ 15 đến 25. 15 đến 25. Dạ. Như nhà mình hay để thương hiệu của bưởi là như thế nào chị? Cái bưởi thì thương hiệu gọi là bưởi Luận Văn, bưởi Tiên Vua. Còn thương hiệu theo từng nhà thì như nhà tôi thì là bưởi Nguyệt, Hành Nguyệt, bưởi Luận Văn. Hành Nguyệt. Hành Nguyệt, bưởi Luận Văn. Đấy, tuyệt vời quá nhỉ. Đây này, những quả đây mới đẹp này. Vâng. Đây này.
Chú ơi, chú là trồng bưởi lâu chưa? Trồng năm nay cũng gần 10 năm rồi. 10 năm à? Bưởi này thì trồng bắt đầu được mấy năm thì thu hoạch? Nói chung là do mình hết. Ví dụ như mình trồng mà muốn thu hoạch sớm thì cây thì hắn sẽ không khỏe cây được, thì cứ 2 đến 3 năm là được thu hoạch thôi. À, như cái vườn này là diện tích bao nhiêu nhỉ chú nhỉ? Tích thì hơn một mẫu. Hơn một mẫu? Hơn một mẫu. Hơn một mẫu là được khoảng 250 gốc. Thế thì một năm trung bình chú thu hoạch bưởi là được khoảng bao nhiêu? Ít thôi mà, có 400-500 thôi. À, 400-500 triệu một vườn bưởi. Không được 1 triệu. Vâng. Quá tuyệt vời đấy. Ở đây là nhà chú là nhiều nhất à hay là như thế nào? Tức là hầu như trong Thọ Sương thì tính đầu cây thì không nhiều, nhưng mà năm nào cũng thu hoạch là được nhiều. À. Đấy. Cái bưởi này thì chỉ để thắp hương thôi chứ còn có ăn được không hay là ăn như thế nào? Thì ăn được. Ăn hàng này ăn được nhưng hơi rôn rốt chua. À. Đó, còn là nếu mà bưởi ăn ngọt đó thì nó rơi vào tháng 8 đến tháng 10. Còn bưởi để vào Tết thì hơi rôn rốt chua. Nói chung là cái hàng này mà để ép nước thì là tuyệt vời. À. Một quả bưởi này thì một quả bưởi này thì để được mấy tháng? Có những nếu như để mà đang còn ăn được thì tầm một tháng, hơn một tháng là từ lúc cắt cho đến lúc mình ấy thì vẫn còn ăn được. Nhưng nếu như mà để mà trưng á thì có những năm tôi làm mẫu tôi để đến 3-4 tháng thì 4 tháng đến hết tháng 4. Hết tháng 4 là quả bưởi nó héo đi nhưng mà màu mùi vẫn còn thơm. À, không phải sử dụng cái bảo quản nào, cái chất bảo quản nào? Không bảo quản. Vì tôi làm nói chung là không phải nhà vườn nhưng mà tôi thương hiệu, tôi làm trước đây là tôi lấy chồng tôi là thương lái đó. Tôi về thì tôi thấy cái màu bưởi và cái chất lượng của bưởi có tiếng của Luận Văn thì tôi mới tìm hiểu để tôi mua tôi bán. Tôi bán thì tôi thấy có chất lượng và nhiều người yêu thích thì tôi đi tham khảo. Đấy. Tham khảo thì tôi cũng cứ mỗi một năm là tôi cứ thử để tôi để thì tôi thấy được tới 4 tháng. À. 4 tháng. Thế thì cái muốn để cho quả bưởi nó được thơm trong ngày Tết thì mình phải làm như thế nào? Như trước thì mọi người cứ bảo lau rượu, nhưng với tôi kinh nghiệm để tôi tìm hiểu ra thì cứ lau tự nhiên. Lau nước lã mình vắt sạch cái khô đi. À. Thì mình lau tự nhiên. À. Tự nhiên thì hắn để được lâu hơn là lau rượu. Lau rượu thì hắn cũng thơm lên nhưng hắn sẽ không bằng mình lau một cái khăn nhẹ nước sạch. À. Lau nhiều lần cái thì nó sẽ đảm bảo. Đã. Đó là riêng tôi tìm hiểu về bưởi là như thế. Như năm nay đến thời điểm này thì chị đã gọi như là đã đi đặt ở các vườn chưa hay là như thế nào? Có, nói chung là bọn tôi phải đặt sớm thì mới có đảm bảo nhu cầu cho khách hàng, chứ không có để là đến khi mà không đủ cung cấp cho khách hàng. À, thì là cái uy tín tôi bán lâu năm thì cũng khách cũng đảm bảo được. Chị làm cái nghề này lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Tôi làm được 20 năm rồi. À, thế bây giờ thương hiệu của chị đã xuất đi ở đâu? Nhập đi ở đâu? Nói chung là khắp cả nước ấy. Đi vào đến Sài Gòn rồi Đắk Lắk rồi Kon Tum là gần như năm nào cũng đưa đi. À, mình đưa vào cho khoảng thời gian từ khi nào, từ tháng mấy? Tôi đưa vào là riêng với tôi là phải từ 15 tháng 12 giáp Tết thì tôi mới đưa. Chứ khách có yêu cầu sớm hơn thì tôi sẽ không đưa sớm hơn. À, lý do gì lại như thế? Để đảm bảo cho khách vào Tết nó được lâu. À, dạ. Chứ ngoài chị ra thì ở đây có nhiều thương lái không? Cũng nhiều, nhiều nhiều các nơi người ta cũng về, người ta khi mới thì ít nhưng mà bây giờ thì người ta cũng biết đến thương hiệu thì cũng nhiều, có một số người ta về người ta cũng buôn bán, người ta cũng ấy.
người ta cũng mua nhiều. Thì đến thời điểm này thì ngoài thương lái địa phương ra thì thương lái ở các nơi đã về gom hàng chưa, về đặt hàng chưa chị? Có đó, họ cũng gom đặt hàng rồi. Thì cũng có bị cạnh tranh nhiều lắm không về giá nói cả? Nói chung là cạnh tranh thì đương nhiên là phải đông người thương hiệu đã uy tín thì thương hiệu cũng cạnh tranh nhiều. Đấy. Nhưng mà với tôi thì nói thật tôi cũng không lo, vì là tôi tầm mắt của tôi nhìn hàng thì hắn đã chuẩn rồi. Chuẩn rồi đúng không? Vâng. Khi mà tôi đã vào hàng nào thì khi tôi chưa ra tôi mua được người. Có những người người ta nắm bắt được người ta phải mua ngay. Vâng. Vâng, vì là tôi tầm mắt của tôi nhìn hắn cũng đã quen đã chuẩn nhiều. Vâng. Chú là tên là gì chú nhỉ? Tư thì nói chung là hàng năm thì huyện rồi xã rồi nhiều khi VTV họ vẫn về họ quay. Vâng. Cứ kêu là vợ, tên vợ là Tư Hạ, mà còn tôi cứ hay kêu, họ cứ kêu tôi là Tư Dâu. Vì nói chung là chỉ tôi thì là không buôn bán mà tôi chỉ làm vườn thôi. Vâng. Như nhà chị Hạnh đây thì đã gắn bó với vườn của chú lâu chưa? Đây là Hạnh Nguyệt. À thì gắn bó thì cũng bắt đầu là bưởi ra năm thứ hai là bắt đầu là đến vườn rồi. À dạ. Bởi vì nói chung là mình làm thì gọi là mình chăm sóc cái đẹp đẽ thì cũng có nhiều người họ đến. Đấy. Cũng làm vườn như chú ở đây là có rất nhiều, có đến cả mấy chục hectare kìa đúng không? Nhiều, ở nguyên ở cái Thọ Sương là có 20 mấy hát. Vâng. Nhưng mà nói thật là tôi thì nói ra họ nghe họ lại bảo là tôi nói phét, nhưng mà năm 2020 là tỉnh cũng đã tặng bằng khen. À. Đấy, có bằng khen của tỉnh. Bằng khen về cái gì? Về cái lao động rủi này. À dạ. Đấy. Thì năm 2020 là huyện thì giấy khiên mà còn tỉnh thì là chua bằng. Ê, chú có cái cách làm như thế nào với khác các vườn khác? Nói chung là mình cái đam mê cộng thêm cái nhiệt tình. À. Còn tôi nói thật là rồi đó, khi nãy nói đùa nói chơi bỏ đi học qua cái cầu máng thì ngày xưa tôi nói mực quay dê với khỉ nhiều đấy. Như thì thôi tôi quay về. Nói vào trong cái trang mạng tôi không có trường lớp. Yeah. Bởi vì có như vậy thôi. Đây, các bạn. Mình cứ làm rồi là lấy nghề dạy nghề. Ở đây như bưởi này, như cái khóm này cũng mấy chục quả rồi nhỉ? Đây thì cứ bỏ cứ sơ sơ nhưng mà cắt xuống với một cây mới thấy là nhiều quả. Vâng. Chú Tư là họ tên là gì chú? Họ tên Nguyễn luôn. Nguyễn Văn Tư. Nguyễn Văn Tư. Dạ. Ở thôn Luận Văn. Thôn Thủy Trinh. À đây lại thôn khác à? Thôn khác. À. Còn bên Luận Văn thì có bưởi thì là ở thôn này cũng có nhiều, nhưng mà vườn đây thì thực sự mà nói là tôi năm nào tôi cũng cắt thì tôi muốn dẫn. Vâng. Vì xã bây giờ xã là nhân rộng ra cả xã. Dạ. Chứ không nằm ở mình thôn Luận Văn nữa. Dạ. Cho nên là cách nhau có cái bây giờ là lấy thương hiệu chung rồi đúng không? Bây giờ thương hiệu chung là bưởi Luận Văn rồi. Dạ. Thì là xã đầu tư ra rồi. Dạ. Không còn trước là cá nhân của thôn. Vâng. Đấy. Ok, đấy vườn hôm nay cô Hạnh, chị Hạnh dẫn đến một khu vườn rất đẹp. Khu vườn nhà chú Tư. Đây các bạn nha. Nhiều lắm, đẹp lắm nhá. Đến hãy ngắm bưởi Luận Văn và mua bưởi Luận Văn nhá. Bây giờ cả vườn này ước tính được khoảng bao nhiêu quả, bao nhiêu nghìn quả chú? Hơn 7.000. Bởi vì mình cân cái mua cái thứ bóng về bọc đây. Dạ. Là tính cân là ra cỏ thôi. À thế một cân thì được bọc được bao nhiêu quả chú? Một cân thì hắn có hai loại, một loại tầm 6 mấy một cân. Vâng. Thế một cái loại gần 200. Dạ. 200 một cân, cái loại mỏng thì 200 thì 200 một cân. À. Thì mình cứ tính đồng hòm nó là hắn rơi vào cái 7.000 trên 7.000 một tí. Vâng.
lau nhẹ thôi. Mà cái bưởi đây hầu như là chỉ có trên cúng có ít rêu, mưa nó đóng rêu ở trên cúng thì mình lau nhẹ đi cái để thôi rồi, để cứ tầm cỡ 3 đến 4 tháng để lên cây mọc rễ dưới đít cỏ rồi khi đó mình mới vứt. À. Còn là để được rất là lâu. Đấy. Với cái kinh nghiệm làm vườn của chú thì chú có thể là chia sẻ cho những người và những người mới dùng và những người đã dùng lâu rồi với cái bưởi luận văn này để chơi Tết, thì chú chia sẻ một cái kinh nghiệm để giữ được quả và chơi được lâu như thế nào? Thì nhiều người họ cứ hỏi tôi thì như khi nãy tôi nói đấy, bây giờ mình đừng có dùng rượu. Dùng rượu nó đẹp tức thời luôn, nhưng mà nó cũng phát tán mùi thơm cũng rất là thơm, nhưng mà cái thời gian của nó không được lâu. Bởi vì cái rượu là nó nóng là nó sẽ làm cái quả bưởi nhanh xuống màu. Mình làm cho nhanh lên màu thì nó cũng nhanh xuống màu, mà cái thời gian mình dùng mình bảo quản nó không được lâu. Chủ yếu là mình dùng bằng nước giếng chứ đừng nước mưa, nước sông. Mình giặt cái khăn, mình vắt, mình để cái khăn ẩm ẩm lau thì để được rất được lâu. Mà cắt mà để được lâu, bảo quản được lâu thì nên cắt buổi chiều. Buổi chiều và tránh trời mưa. À. Rất là được lâu. Đấy. Vì sao lại cắt bưởi buổi chiều nữa, không phải cắt buổi sáng? Buổi sáng thường khi là mưa với lại sương nhiều đấy thì hắn có ảnh hưởng có. Nhưng mà buổi chiều nó khô ráo rồi thì mình cắt buổi chiều mình bảo quản được rất lâu. Cảm ơn chú rất nhiều.